Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 303 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại lo lúc bấy giờ, hắc bạch quang nháy mắt lan tỏa khắp bầu không trung, mỗi bên chiếm một nửa bầu trời. Hai thân ảnh đáng sợ xuất hiện, một cái bóng màu đen, một cái bóng màu trắng, vô cùng cổ quái, dường như không phải thực chất vậy. Hắc bạch nhị đế thời thái cổ hình thái khác hẳn với những đối tượng khác. Nguyên Nha thần vương, Diễn Hành thần vương và phân thân của thiên cùng gần như đồng thời dừng chiến đấu. 30 thiên đạo đồ cùng lúc oanh kích bàn tay đang cầm sinh mệnh cổ thụ. Cùng lúc đấy, công kích của hắc bạch nhị đế cũng đánh mạnh lên bàn tay đấy, gần như tất cả đều cùng tấn công đại tư mệnh, giờ vẫn hoàn toàn chưa hiện thân. Tuy trước đó họ sống chết quyết chiến vì sinh mệnh của thụ, nhưng đại tư mệnh vừa xuất hiện là họ tự động trở thành liên minh cùng chiếm mũi giáo về phía đại tư mệnh. So với ân oán của đại tư mệnh thì ân oán giữa họ chẳng đáng nhắc đến. Đại tư mệnh đúng là chủ nhân của sinh mệnh của thụ, là kẻ địch chung của họ, là sự uy hiếp chí mạng của họ. Bàn tay đang cầm sinh mệnh của thụ đó khẽ vung cây, uy năng của đệ nhất linh căn lập tức bùng phát, tấn công gần như toàn bộ những người đang tấn công hắn. Bàn tay họ đang khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sinh mệnh lực trôi đi nhanh chóng, còn chưa chạm tới bàn tay to lớn kia thì bàn tay của các thái cổ thần vương vĩnh sinh bất diệt đã khô quắt lại, làn da lão hóa nổi ban. Đến khi tới bên cạnh bàn tay to lớn kia thì da họ đã rơi ra, huyết quản khô cứng, cơ thịt teo quắt lại rơi khỏi xương. Xương của họ cũng trở nên giòn tan dễ vỡ, khi đánh lên bàn tay to lớn thì vỡ nát thành vụn, không tạo ra được bất cứ vết thương gì cho bàn tay đấy. Uỳnh uỳnh uỳnh, 30 tiếng nổ lớn vang lên, 30 món tiên đạo chi bảo không bị sinh mệnh của thụ ảnh hưởng liên tiếp oanh kích lên bàn tay khổng lồ, khiến cho nó phải lùi về sau, vết máu xuất hiện lốm đốm. Không gian rung chuyển dữ dội, một thân hình to lớn hiện lên, chính là bản thể của đại tư mệnh, cầm sinh mệnh của thụ ở trong lòng bàn tay. Thiên sao, đại tư mệnh rất ngạc nhiên. Rõ ràng việc bị thiên đạo chi bảo công kích khiến cho hắn khó hiểu. Hắn có thể khắc chế mọi thái cổ thần vương, đoạt đi sinh mệnh lực của đối phương, ngay cả thái cổ thần vương bất tử bất diệt cũng không thể chống lại được hắn, thậm chí không thể công kích tới hắn. Nhưng thiên đạo chi bảo lại có thể vượt qua thời gian, không gian công kích tới hắn, khiến hắn không ngờ tới. 30 đạo thân của thiên xông tới, thi triển 30 thiên đạo chi bảo tấn công hắn. Đại tư mệnh trầm ngâm, tay kia đưa ra tóm lấy quả trứng ở trên cây. Đừng! Nguyên Nha thần vương nổi da gà, thét lên một tiếng, rồi hắn chợt hiểu ra, điên cuồng tấn công 30 đạo thân của thiên. Đại tư mệnh mỉm cười, thân hình của hắn ẩn đi cùng với sinh mệnh của thụ. Nhưng lúc này bỗng một tiếng trống vang lên, đẩy thân hình của hắn bay ra khỏi không gian. Hắc đế bạch đế bay lên, lao tới truy kích. Đạo hữu, ta tin tưởng nhất kia. Đại tư mệnh thở dài, tiếng trống vừa tấn công hắn không phải của hắc đế, mà là từ bên ngoài vọng lại. Hắc đế còn chưa thể ngăn hắn lại được, nhưng nếu đạo binh của một vị đạo thần từ trên trời rơi xuống thì đủ để giữ chân hắn. Hắn ngẩng lên nhìn vào sâu bên trong bầu trời, một chiếc trống lớn phát ra mộ khí oanh kích về phía hắn. Đó là đạo binh của đạo hữu mà hắn tin tưởng nhất. Vị đạo hữu đó đã đột nhiên phản bội vào khoảnh khắc hắn sắp mở ra đạo giới an toàn hắn, dùng chính món đạo binh này. Đây chính là chư thiên vô đạo. Khi ấy vị đạo hữu đó không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể ám toán hắn. Còn giờ đạo hữu đó đã trở thành đạo thần cao cao tại thượng, còn hắn thì mới hồi sinh không lâu. Phục khí, mau trưởng thành đi. Đại tư mệnh tránh xung kích của chiếc trống kia, chiếc trống rơi xuống giữa hắc đế và bạch đế. Hắc bạch nhị đế một người đáp xuống trên mặt trống, một người đáp xuống dưới, tiếng trống chấn động không thôi. Cùng lúc đấy,
Bầu trời trên tử vi tinh vực từ từ tách ra, hai đường sâu hun hút từ từ mở rộng sang hai bên. Hai con mắt khổng lồ chuyển động rồi dừng lại ở chỗ đại tư mệnh. Vào khoảnh khắc hai con mắt đó xuất hiện, bầu trời xuất hiện rất nhiều vết thương không ngừng người chảy máu. Trời đang chảy máu. Những cột máu giống như sông chảy từ trên trời xuống tử vi tinh vực. 30 đạo thân ảnh của thiên đang giao đấu với Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên bay lên trời, biến thành lưu quang bay về bốn phương tám hướng. Có cái vào đế tinh, có cái vào hư không giới, có cái rơi vào 3000 lục đạo giới châu, có cái tới vũ trụ cổ xưa, rất nhanh đã biến mất. Nguyên Nha Thần Vương thở hồng hộc, sắc mặt vô cùng hoang mang. Diễn Hành Thần Vương nhìn hắn cười khẩy. Này quạ gia, ngươi liên thủ với đại tư mệnh sao? Hắn tóm quả trứng của ta rồi. Nguyên Nha Thần Vương nhảy dựng lên phẫn nộ. Nếu ta không theo hắn thì hắn sẽ giết ta. Ta có thể làm được gì đây? Mau đuổi theo, đạo thần đã ra tay, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hai vị thần vương rời đi. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên bùng cháy thiên hỏa. Một con phượng hoàng lửa cưỡi thiên hỏa tế Ngô Đồng Thụ vù một tiếng bay đi xa. Ba chân thân của Mục Tiên Thiên cho mày nhìn thiên đình đã biến mất, hít sâu một hơi, đột nhiên hạ sát thủ với đế hậu. Thiên đình đã tan đi rồi, nhưng đế vị vẫn còn treo cao. Dù thiên đình có còn hay không thì đế vị hắn chắc chắn phải lấy bằng được, nếu không sẽ không thể chống lại được Thái Cổ Thần Vương. Thiên hạ này nhất định phải thuộc về ta. Đế hậu, Bạch Nha, Hắc Nha, Trường Sinh, Ưng Tôn và Kim Thiên đang chinh chiến. Phía dưới thì đại quân thiên đình cơ bản đã bị Trung Nhạc dẫn quân đánh tan. Các tòa đại trận vây quanh bắt đầu thanh tẩy toàn bộ của thiên đình. Trận chiến đoạt đế cuối cùng lần này đã nằm ngoài dự liệu của Trung Nhạc. Cũng không một ai ngờ tới. Hắn vốn tưởng sẽ có thiên kiếp, thiên phạt giáng lâm, hủy diệt thiên đình. Không ngờ thiên kiếp thiên phạt lại bị Nguyên Nha Diễn Hành Thần Vương chặn lại. Chặn lại đã đành, lại có thần vương khác, thậm chí cả thiên cũng xuất hiện, khiến cho thiên số không còn tồn tại nữa, phá thiên đình vỡ vụn. Sức mạnh của Thái Cổ Thần Vương quá đáng sợ, cũng tới mức bỏ qua cả thiên kiếp thiên phạt. Sức mạnh mà họ thể hiện đúng là chấn nhiếp thế gian chư đế, khiến đế chiến trở nên chẳng còn chút nào hào quang nữa. Chiến sự lần này chắc chắn là đả kích cực lớn với Mục Tiên Thiên. Trung Nhạc ánh mắt lay động, đột nhiên chỉ còn lại một phân thân ở lại tiếp tục nắm giữ chiến cục, còn chân thân của hắn đã rời đi. Tuy Tiểu Quang Quân Vương đã chết, thế nhưng kế hoạch dự bị mà trước kia hắn để lại cho Mục Tiên Thiên chưa giải quyết được, ta cần phải đích thân tới đấy. Vòng luân hồi thứ 7 của hắn chuyển động, xuyên đi trong không gian, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, đi tới thiên hà. Thiên hà bao la hùng vĩ, chạy về hướng đế tinh, từ đế tinh chạy về bầu tinh không. Lúc này trên mặt sông là vô số thuyền lớn nhỏ cách xa chiến trường, đó là gia quyến của thiên đình chư tướng đang bỏ chạy. Trận chiến giữa các Thái Cổ Thần Vương khiến cho thiên đình trở thành nơi đồ sát khổng lồ. Thiên đình có gia quyến của văn võ bá quan đã dự liệu được trận chiến này chắc chắn gian khổ, vì thế bỏ chạy, cuối cùng cũng coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng nhiều người chết trên chiến trường hơn, dù sao người trốn cũng là thiểu số. Trong vô số những con thuyền tháo chạy, một con thuyền không có gì nổi bật đi theo một đội quân lớn hướng về hạ du thiên hà. Ở trên thuyền, Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương đem theo gia quyến, cải trang dịch dung, trà trộn trong đội ngũ tháo chạy. Chỉ cần tới đế tinh thì coi như an toàn. Vân Quyển Thư ánh mắt lay động. Mục Tiên Thiên xưng đế đó là việc không thể thay đổi. Sau khi hắn loại bỏ đế hậu, chắc chắn sẽ được cùng giết tận chúng ta. Cho dù chúng ta đầu hàng thì hắn cũng sẽ xử chết chúng ta, tru di cửu tộc chúng ta. Mặc Ẩn cũng gật đầu nói. Hắn có quá nhiều đại tướng chết dưới tay chúng ta, hơn nữa còn có nhiều thần tộc, ma tộc bị chúng ta khiến cho diệt tộc. Dù là công hay là tư thì hắn chắc chắn cũng sẽ trừ bỏ chúng ta thôi. Đột nhiên con thuyền chấn động, dừng lại trong thiên hà, không đi tiếp được nữa. Ba vị tiên sinh muốn đi đâu vậy? Một giọng nói vọng lại, ba người giật thoát mình, vội ra khỏi khoang thuyền nhìn. Thiên Tiên Nương Nương thở phào cười nói. Thì ra là Bích Tà Thần Hoàng. Bích Tà sư huynh, thiên đình đã bị hủy diệt, đế hậu nương nương đã chết rồi, tân đế sắp lên, bọn ta cũng là bất lực trở về. Bích Tà sư huynh đi cùng bọn ta không? Bích Tà Thần Hoàng lắc đầu, tế cây dù và chiến tranh lên, thản nhiên nói. Ta phụng lệnh Tiểu Quang Quân Vương, đợi ba vị tiên sinh ở đây, tiến các ngươi lên đường. Ba người sắc mặt biến đổi. Ngươi là người của Mục Tiên Thiên sao? Vân Quyển Thư sắc mặt hoang mang hỏi. Là Tử Quang cài ngươi vào trong thiên đình sao? Vậy thì ngươi làm sao để tránh được sự kiểm soát của thiên đình đấy?
tránh được sự dò xét của nhân quả chi đạo của thiên ti đấy. Lai lịch của ngươi cho dù có giấu được họ thì cũng không giấu được lục đạo thiên thư của ta được. Bích Tà Thần Hoàng mỉm cười, đột nhiên các chân thân từ trong cơ thể đi ra, có tới 6 chân thân. Hắn nhàn nhã nói: mấy vị tiên sinh, Bích Tà thần tộc ta khác với các tộc khác, bọn ta có 6 quả tim kết thành lục đạo luân hồi, mà ta còn là thánh linh thể, lục thân của ta hình thành lục đạo, cho dù ngươi có tính ra thì sao tính được hết bí mật của ta đây. Ba vị tiên sinh mời lên đường. Mặc Ẩn cười ha hả nói: cũng may ta vẫn còn đế quân ở đây. Bạch sư huynh, Phi Yên tỷ tỷ, trận chiến này nhờ hai người vậy. Bạch Tương Hải và Phi Yên bước ra, thấy Bích Tà Tần Hoàng thì sắc mặt biến đổi. Hai người thở dài lắc đầu nói: ba vị tiên sinh, ngươi bảo bọn ta đối phó với 6 vị đế quân sao? Vậy hơi làm khó một ta rồi thì phải. Vân Quyển Thư nói nhỏ: sao, đánh không lại ư? Phi Yên bực bội nói: đánh lại được mới lạ. Chú linh thể chiến lực không mạnh, nhưng tổ chú thì lợi hại. Hắn tuy là ngụy thánh linh thể, nhưng cũng không phải tầm thường. Nếu đánh ngấm ngầm, ta có thể khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng đánh trực diện thì sợ là... 6 vị Bích Tà Thần Hoàng cùng đánh tới. Bạch Tương Hải và Phi Yên sốc lại tinh thần, định dốc hết sức đối kháng thì đột nhiên hoa mắt. Bích Tà Thần Hoàng liền biến mất tích. Thiên Hà cũng không còn dấu vết, chỉ thấy con thuyền bơi trong bầu trời mênh mông. Trên mũi thuyền là một vị lão giả đang ngồi, thanh nghi bay nhẹ, giống như một người đang câu cá vậy. Ba người các ngươi sau này làm đồng tử của ta đi. Thanh nghi lão giả từ tốn nói: theo ta tu hành một thời gian đã, còn có thu nhận các ngươi làm đồ đệ hay không thì còn phải xem biểu hiện của các ngươi. Mặc Cẩn và Vân Quyển Thư giữ người, Thiên Tiên Nương Nương thì trợn mắt, đột nhiên nói: vị lão giả này rất mạnh mồm, lão đầu, ngươi có bản lĩnh gì đấy? Lão giả đó quay người lại, gương mặt nhăn nheo như táo khô, nở nụ cười: ba quyển thiên thư các ngươi là do ta viết ra, bản lĩnh đó đã đủ chưa? Bái kiến sư tôn. Vân Quyển Thư, Mặc Cẩn và Thiên Tiên Nương Nương lập tức cúi lại. Tiêu Dao Đế lắc đầu: đừng gọi ta là sư tôn vội, ta đã nói làm đồng tử dưới trướng của ta trước đi, còn phải kiểm tra các ngươi một lượt. Sư tôn mời uống trà. Sư tôn để con bóp chân cho người. Sư tôn đổ nhi luyện chế mỹ nhan cao để có thể giúp ta nếp nhăn cho người được. Tiêu Dao Đế thổi dâu trận mắt, bị ba người đẩy ra về phía trước, đấm vai bóp chân dâng trà, trên mặt còn được Thiên Tiên Nương bôi mỹ nhan cao, đúng là hết cách với ba người họ. Đang lúc đau đầu, đột nhiên lão giả này cười ha hả: được rồi, coi như các người cũng nhanh nhẹn, làm ký danh đệ tử trước đi, đồng tử thì miễn đi. Cái tiền nhóc Phục Khí Thí cũng thật kiếm chuyện cho ta, một lúc thu liền người. Hắn đứng dậy, vẫy tay về phía sau thuyền, nó lớn: ta dạy dỗ chúng xong sẽ bảo chúng tới tìm ngươi, trở về đi. Vân Quyển Thư, Mặc Cẩn và Thiên Tiên Nương Nương vội nhìn về phía sau thuyền, thấy Trung Nhạc đang từ xa nhìn về phía họ. Ba người khựng người, Mặc Cẩn thở dài: vẫn là không so được với Dịch Quân Vương, hắn đã liệu được kế hoạch của Tiểu Quang rồi. Phục Khí Thí, vạn tộc chi linh trưởng, đường thế chi kiêu hùng, thần trung chi anh kiệt, ma trung chi kiệt xuất. Ba tên ngốc các ngươi muốn so với hắn thì cố gắng tu hành đi. Tiêu Dao Đế đã kích họ, ba người tươi cười, không hề bị hắn đánh gục, cười vẫy tay với Trung Nhạc. Trung Nhạc cũng vẫy tay quay người rời đi. Tiêu Dao Đế sẽ chăm sóc cho họ, ta không cần phải lo lắng cho an nguy của họ nữa rồi. Giờ cuối cùng đế tranh cũng đã kết thúc đi. Đại quân Thiên Đình đã bị tiêu diệt, tù binh vô số, tàn binh bại tướng thì không gây được chuyện gì. Trung Nhạc lập tức chỉnh đốn đại quân, thiết lập các tòa thất đạo luân hồi đại trận, đánh về chiến trường của Mục Tuyên Thiên và Đế Hậu Nương Nương. Vô số thiên ma được đế quân Đại Viên Mãn dẫn đầu, thất đạo luân hồi đại trận có thể chiến đấu với đế cấp. Các tòa trận pháp biến thành vòng tinh hà khổng lồ, cuốn về Kim Thiên Đế, Hắc Bạch Nhị Đế theo sự điều khiển của Trung Nhạc. Mục Tiên Thiên lập tức rảnh tay hơn, ba chân thân chuyên tâm đối phó với Đế Hậu Nương Nương. Hắc Nha, Bạch Nha, Nhị Đế thấy vậy lập tức bỏ đế hậu, xung phá đại trận phong tỏa, biến thành hai con quả trắng đen bay đi. Kim Thiên Đế thấy vậy không khỏi dựng tóc gáy, vội vàng hét lớn: ta là đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân, nguyện ý đầu hàng. Mục Tiên Thiên, hãy cho ta đường sống. Tiếng của Mục Tiên Thiên vọng lại: Dịch Quân, Kim Thiên Thế dù sao cũng là đệ tử của Nguyên Quân, cho hắn một đường sống đi. Trung Nhạc hạ lệnh các quân dừng chém giết, thả Kim Thiên Đế ra.
Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế cũng thu chiêu, chư thiên đại quân nhanh chóng bao vây chiến trường cuối cùng, vây Đế Hậu và Mộc Tiên Thiên ở giữa để không tránh Đế Hậu nương nương bỏ trốn. Đế Hậu tóc tai xóa sợi, thương thế trên người rất nặng, nàng ta không còn chút sức mạnh nào, vốn đã không phải đối thủ của Mộc Tiên Thiên, huống hồ là ba chân thân Mộc Tiên Thiên mỗi chân thân đều mở ra bí cảnh thứ bảy, thực lực không hề thua kém nàng ta. Ba chân thân liên thủ càng khiến cho nàng ta như chó cắn ao sách. Rắc một tiếng, cây cung lá liễu của nàng bị ma đạo chân thân chặt đứt, rồi bị mẫu thể Mộc Tiên Thiên một chưởng tát vào mặt, cả người xoay tròn. Dừng tay! Đế Hậu lấy lại thăng bằng, vội vàng hét lớn. Mộc Tiên Thiên dừng tay, thiếp thân là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, giờ nhận thua rồi, mong Mộc Tiên Đế cho một đường sống, thiếp thân nguyện vào hậu cung dốc kết sức phò tá Mộc Tiên Đế, không dám có lòng dạ khác đâu. Mộc Tiên Thiên mẫu thể vẫn không buông tha, cười khanh khách. Ta bản thân là nữ tử, ngươi vào hậu cung thì có tác dụng gì đây? Đế Hậu nương nương sắc mặt đại biến, cố gắng chống cự, thế nhưng hai tay khó chống lại bốn tay, thương thế trên người càng thêm nặng. Nàng ta hét lớn, nếu người giết ta, sư tôn của ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi yên đâu. Mộc Tiên Thiên, đế tranh thì đại thần ký, chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ bị đẩy ra trước mà thôi, thực tế là trận chiến giữa các thượng cổ thần vương ở phía sau kia, ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Nàng ta trọng thương tổ huyết, tránh một đòn của thần đạo chân thân Mộc Tiên Thiên, nhưng không tránh được đòn của ma đạo chân thân, liền ho ra máu nói, giết ta sẽ làm mất mặt sư tôn ta, đế vị của ngươi cũng sẽ không vững đâu, sư tôn ta sẽ khiến cho ngươi không được yên ổn. Đột nhiên ba chân thân của Mộc Tiên Thiên tiến về phía trước, hợp lực chấn áp nàng ta, thế nhưng không hạ sát thủ mà chỉ phong ấn nguyên thần, phong tỏa mọi thần thông biến hóa. Vũ Uy Vương, áp giải nàng ta đi. Thần Vũ Uy Vương tiến lại áp giải Đế Hậu đi, trần trừ nói, bệ hạ, nữ tử này là nguyên nhân của loạn thế, tại sao không giết đi khỏi lo lắng vậy? Ta tự sẽ có sắp xếp. Mộc Tiên Thiên mỉm cười nhìn quanh nó lớn, chư quân, giờ các ngươi có thể bái kiến Tân Thiên Đế được rồi. Vô số thần ma soạt soạt quỳ một chân xuống, cung hỉ bệ hạ, cung hỉ bệ hạ, bệ hạ giang sơn vững bền, thọ mệnh tể thiên. Mộc Tiên Thiên cười ha hả, tiếng cười của ba chân thân đan sen, dưới chân là thi thể của vô số thần ma. Trường Sinh Đế nhìn thân ảnh càng ngày càng cao của hắn, cảm khái nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhất đế công thành thì bao nhiêu khô cốt đấy. Ưng Tôn Đế đứng bên cạnh hắn mỉm cười, nhưng tốt xấu gì thời loạn thế này cũng đã chấm dứt rồi, sau này các tộc cũng sẽ được nghỉ ngơi tu dưỡng, có thể thái bình một thời gian rồi. Tiên Thiên bệ hạ, đế tranh đã kết thúc, phỉ tặc hàng phục, thiên hạ chưa bình định, thỉnh mong bệ hạ hạ lệnh đại xá thiên hạ, để loạn đảng khắp vũ trụ có thể đầu hàng quy thuận, như vậy là phúc cho thiên hạ. Mộc Tiên Thiên nhìn hắn nói, sư huynh nói vậy là sai rồi, giờ thiên đình đã bị hủy, uy nghiêm thiên triều là không còn, không nên đại xá thiên hạ mà nên xây dựng uy nghiêm của thiên đế kìa, dùng đại quân hoành tào loạn đảng, tặc tử các nơi, trảm thị chúng, như vậy mới có thể để thể hiện thiên uy của Tiên Thiên thần triều được. Ưng Tôn Đế cho mày, không nói thêm gì nữa. Chấm sẽ hạnh lãnh tiêu diệt các lộ phản loạn chư hầu, dẹp hết loạn thần tặc tử. Mộc Tiên Thiên nhìn Trung Nhạc cười nói, Dịch Quân, lần này công của ngươi rất lớn, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi hãy chọn ra tù binh để chúng xây dựng thiên đình cho chấm đi, còn bình định thiên hạ thì giao cho thủ lĩnh các quân, Dịch Quân có thể nghỉ ngơi được rồi. Câu nói này chẳng khác gì đoạt đi binh quyền của Trung Nhạc. Trung Nhạc là binh mã đại nguyên soái, quyền thế nhất dưới trướng Mộc Tiên Thiên, thống trị toàn bộ đại quân thần ma. Một câu này của Mộc Tiên Thiên khiến cho Trung Nhạc phải giao binh quyền, nói Trung Nhạc nghỉ ngơi thực chất là tức đoạt hết thực quyền của hắn. Trung Nhạc sắc mặt không hề thay đổi, cúi người, đa tạ bệ hạ đã suy nghĩ cho lão thần, thời gian này đúng là thần cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục dẫn binh nam chinh bắc chiến được nữa, việc xây dựng thiên đình mong bệ hạ ủy thác cho thần tử khác vậy, thần định tu dưỡng một thời gian. Như vậy cũng được, Dịch Quân đừng quá lo lắng. Mộc Tiên Thiên cười nói, nếu ngươi mệt mỏi quá thì chấm sẽ xót lắm đấy, với ngươi chấm còn có sự ủy thác khác kìa, Thiên Khu Sứ, cho những tù binh kia xây dựng thiên đình cho chấm đi, các quân các bộ truyền ý chí của chấm, thiên hạ các tộc tiến công thiên tài địa bảo, chấm muốn hào quang của thiên đình mới sẽ huy hoàng hơn thiên đình trước kia. Nàng ta đầy hào hứng cười với Ưng Tôn Đế,
Trường Sinh Đế và Kim Thiên Đế. Ba vị sư huynh, chiến trường là chiến trường, giao tình là giao tình, việc nào đi việc đấy. Chấm được thiên hạ chính thống, đương nhiên sẽ không bạc đãi chư vị. Ba vị đều sẽ là một trong tứ ngữ, mỗi một người một tòa thiên đình. Đến khi bình định vũ trụ cổ, mọi người sẽ cùng Kim Ô Thần Đế được phong là Đông Thiên, Tây Thiên, Nam Thiên và Bắc Thiên. Trường Sinh Đế nhìn Kim Thiên Đế, nhíu mày ho hắng nói: Tiên Thiên bệ hạ, Kim Ô sư huynh là tứ ngữ, ta không có ý kiến gì cả. Dù sao hắn cũng đã vất vả giữ chân ma tộc vũ trụ cổ và Dương Hầu Ma Đế, nhưng tại sao Kim Thiên sư huynh cũng được phong tứ ngữ vậy? Phản bội bệ hạ, đối đầu với bệ hạ cũng được phong tứ ngữ, như vậy sẽ khiến cho những thần tử có công dị nghị. Mục Tiên Thiên do dự một chút nói: Sư tôn của Kim Thiên Đế là Phượng Thiên Nguyên Quân. Trường Sinh Đế trầm mặc không nói gì nữa. Kim Thiên Đế thì đại hỉ, vội vàng cúi người bái tạ. Trung Nhạc nhìn thấy cả, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Tử Quang sư huynh, ta từng hỏi huynh Mục Tiên Thiên xưng đế sẽ là Hôn Quân hay là Minh Quân, huynh không đáp ta. Nếu huynh còn sống thì chắc chắn đã có đáp án rồi chứ. Đáng thương cho huynh và y lão, không dưng mà mất mạng. Tử Quân là Tử Quân, thiên hạ này không phải thiên hạ mà huynh muốn, thiên đế này cũng không phải thiên đế mà huynh cần. Huynh có hối hận tài học cả đời của mình lại dùng cho hắn hay không? Đế chiến đã kết thúc, kết cục đã định. Trung Nhạc dẫn theo Âm Khang Thị trở về Chấn Thiên Quan, cả ngày không có việc gì, bế quan tu dưỡng. Phía trên đế tinh, vô số thần ma tù binh đang xây dựng thiên đình mới, họ bị sai khiến như nô lệ. Tử Vi các tộc nhận chỉ ý của thiên đế, run rẩy sợ hãi, tiến cống thiên tài địa bảo để có đủ nguyên liệu vật liệu xây dựng thiên đình. Mục Tiên Thiên lại hạ lệnh cho các tộc tiến cống thợ giỏi cùng thiết kế xây dựng thiên đình. 10 năm sau, thiên đình mới bắt đầu thành hình, khí phách huy hoàng hơn trước kia, quy mô cũng hơn gấp đôi thiên đình cũ. Mục Tiên Thiên triệu tập quần thần, Trung Nhạc cũng được triệu kiến. Ở thiên triều, quần thần chúc mừng thiên đế, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Vô Kỵ ái khanh, truyền ý chỉ của trẫm. Mục Tiên Thiên cười nói: Huyết tế tù binh phản quân, dùng máu của chúng củng cố giang sơn cho thiên đình mới này, thiên đế mới này. Phong Vô Kỵ cúi người lãnh chỉ rời đi rồi hô lớn: Bệ hạ có chỉ, giết hết loạn thần tặc tử, huyết tế thiên đình, củng cố giang sơn cho bệ hạ. Văn võ trên triều biến sắc mặt nhìn nhau, không khí vui vẻ ban nãy liền tiêu tán. Mục Tiên Thiên cười nói: Chư vị ái khanh, tưởng trẫm hồ đồ hay sao? Đám loạn thần tặc tử đó đã giết chết bao nhiêu bộ hạ của ta, chống lại mệnh lệnh của trẫm. Giờ thiên đình mới đã được dựng lên, không có tế tử vài vạn năm thì đừng mong vững chắc được như trước kia. Dùng chúng để huyết tế thiên đình cũng coi như tận dụng phế vật. Nào, uống rượu, chúng ta tiếp tục uống nào. Trên triều, tiếng chạm cốc vang lên, bên ngoài thì từng chiếc đầu liền rơi xuống. Thần huyết ma huyết chảy thành sông, rồi được tế vào trong hàng nghìn vạn cung điện của thiên đình. Các lộ thần ma đại tướng lại tích thi thể lại, khởi động tế đàn, dung nhập thần ma thi ma vào các loại kiến trúc trong thiên đình, củng cố chúng. Áp giải đế hậu tiền triều lên đây. Mục Tiên Thiên vẫy tay nói, không lâu sau, đế hậu nương nương bị áp giải lên triều. Nữ tử này vẫn xinh đẹp, khiến cả triều sáng bừng. Mục Tiên Thiên cười nói, từ lâu đã nghe đế hậu giỏi ca múa, nay thiên đình được xây dựng xong, có thể mời đế hậu múa một bài hay không? Nói rồi hắn ra lệnh tháo cùm. Đế hậu vừa kinh vừa mừng, nghĩ bụng vận đạo đã tới rồi, thế là vừa múa vừa hát trước mặt văn võ ba quan, khiến người xem phải đắm chìm vào sự thướt tha ấy. Mục Tiên Thiên vừa nghe vừa vỗ tay theo nhịp, hết một khúc thì cười nói, thật quá hay, thật không hổ là tuyệt sắc ưu vật, người đâu, giả lên chạm thần đài, tiến nàng ta lên đường. Trên triều đường, văn võ bá quan nhìn nhau bối rối, không biết làm sao. Vừa rồi Mục Tiên Thiên còn lệnh cho đế hậu ca múa, khen ngợi không ngớt. Văn võ quần thần còn tưởng rằng hắn sẽ xá tội cho đế hậu. Đang định khuyên can thì đột nhiên Mục Tiên Thiên lại đổi sắc mặt, hạ lệnh xử chết đế hậu. Tâm tư của vị thiên đế này đúng là không thể nào đoán được. Phong Vô Kỵ vội vàng vẫy tay cho thần tướng giải đế hậu lên chạm thần đài, cúi người cười nói, tiện phụ này chính là kẻ chủ mưu, bệ hạ ra ý chỉ rất đúng, khiến những tên loạn thần tặc tử kia nghe tin mà sợ, ngu thần bội phục sắp đất rồi. Mục Tiên Thiên cười ha hả phẩy tay nói, khỏi nịnh nọt chấm đi, thế nhưng công lao Vô Kỵ ái khanh đúng là rất lớn, dẫn Cửu Nghĩ Chí Tôn tới hạ đòn tấn công cuối cùng xuống tiền triều. Chấm sẽ không quên công lao của khanh, chức thiên chủ Nam Thiên Môn vẫn còn trống, Vô Kỵ ái khanh làm thủ lĩnh của tứ thiên chủ đi, quản lý Nam Thiên Môn cho chấm đi.
Phong Vô Kỵ mừng rơn, vội vàng dập đầu bái tạ. Quần thần trên triều đều cho mày, nhìn về phía Trung Nhạc. Phong Vô Kỵ có công lao gì đây? Dịch tiên sinh mới thật sự là công lao to lớn, lập công lớn cho thiên đế là Dịch tiên sinh thì không được phong thưởng, mà lại tưởng cho kẻ nịnh hót. Hành động này của thiên đế có vẻ được cười thì phải. Bật Phó Công tiến tới, cúi người nói: À, bệ hạ, giờ thiên đình đã xây xong, không biết 10 năm nay bệ hạ có tới Bích Lạc Cung hay không? Bích Lạc tiên sinh là sứ đồ của thiên, không thể chế nãi. Sao? Bảo chấm tới Bích Lạc Cung sao? Vậy không phải bảo xưng là Mục Thiên Tử hay sao? Mục Tiên Thiên cười khẩy, thản như nói: Nếu hắn muốn gặp ta thì hắn tới gặp chấm đi. Cái này Bật Phụ Công không dám nói thêm. Quần thần nhìn nhau trong lòng lo lắng, nếu không tới Bích Lạc Cung thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Trước mắt Tiên Thiên Thần Triều mới thành lập, đang chờ xây dựng Trấn Hưng, lẽ nào lại gây hấn với Bích Lạc Cung hay sao? Thái Phùng hắng giọng: Huỳnh trưởng. Lung Điệt vội vàng truyền âm: Nhị ca, mau gọi là bệ hạ. Thái Phùng hiểu ý, vội vàng đổi lại: Bệ hạ, Bích Lạc Cung vẫn là nên đi một chuyến. Dù sao thiên cao cao tại thượng, vô cùng lợi hại, là cấp đạo thần, nếu chọc giận hắn thì Bích Lạc tiên sinh cầm thiên phạt tới e là không ổn. Mục Tiên Thiên vốn nghe hai chữ huynh trưởng thì không vui cho lắm, nhưng rồi nghe hắn đổi lại là bệ hạ thì mới cười nói: Nhị đệ yên tâm, sư tôn ta là Tiên Thiên Hắc Đế, không sợ gì thiên. Ta không tới Bích Lạc Cung, Bích Lạc Cung cũng không làm gì được đâu. Huống hồ... Nàng ta mỉm cười lên tiếng: Ta tự có tính toán, đệ không cần nhiều lời. Dịch Quân Vương, người công lao rất lớn, chấm quốc công sẽ thưởng, phong ngươi là Chấn Thiên Đại Nguyên Soái, hộ triều quân sư, Tả Thiên Thừa, quan nhất phẩm. Trung Nhạc đứng dậy: Đa tạ bệ hạ ban ơn. Bệ hạ, vi thần trước kia đã từng có giao ước với bệ hạ, tử vi xong bệ hạ sẽ cắt cho vi thần một mảnh lãnh địa ở vũ trụ cổ. Giờ tử vi tinh vực tuy chưa hoàn toàn an định, vẫn còn dương nghiệt làm cản, nhưng đã không cần vi thần trấn thủ ở đó nữa rồi. Vũ trụ cổ Kim Mô Thần Đế đang chinh phạt Dương Hầu Ma Đế, đó chính là đất dụng võ của vi thần, mong bệ hạ ân chuẩn. Mục Tiên Thiên cười nói: Thiên Thừa tướng quả nhiên trung thành với giang sơn xã tắc của trẫm, đã vậy trẫm cũng không giữ ngươi. Ngươi cần bao nhiêu binh mã để bình định vũ trụ cổ đây? Trung Nhạc cúi người: Bản bộ binh mã là đủ rồi. Mục Tiên Thiên sắc mặt thay đổi, trầm ngâm một lúc cười nói: Trẫm đang lúc cần dụng binh, không thể cho ngươi nhiều binh mã như vậy. Thiên Thừa tướng có thể bớt đi một chút hay không? Quần thần cũng cảm thấy Thiên Thừa tướng có phần tham lam, liền một lúc cần nhiều binh mã như thế. Trung Nhạc bản bộ binh mã là binh mã của Phá Thiên Quan, số lượng có tới 700 triệu thần ma. Trung Nhạc nói bản bộ binh mã chính là muốn đưa hết 700 vạn thần ma tới vũ trụ cổ, Mục Tiên Thiên sao có thể cho phép được đây? Trung Nhạc vẻ mặt khó xử: Bệ hạ, vũ trụ cổ là nơi nhiều sự vụ khó khăn, không nghe thánh thượng dạy bảo, nhiều kẻ điêu dân mưu đồ đen tối, nếu không dùng trọng binh e là khó lòng chấn áp được. Thần cho rằng ít nhất cũng cần một nửa binh mã kìa. Mục Tiên Thiên trầm ngâm nói: Vẫn là quá nhiều. Thiên Thừa tướng, năm xưa khi ta khởi sự với bàn tay trắng, Thiên Thừa tướng chỉ cần 100 vạn binh mã là nhất thống Chấn Thiên Quan. Khi đánh tới Thiên Đình thì đã có 100 triệu quân. Tuy giờ tốt hơn trước rất nhiều, nhưng tử vi nơi nơi vẫn còn khói lửa, vẫn còn tiện nhân làm loạn, thiên hạ không được bình yên, vẫn cần các lộ chư hầu tọa chấn bình loạn. Cũng được, chấm cho người 100 vạn binh mã vậy. Quần thần trợn mắt nhìn nhau, thiên đế cũng là tham lam quá đáng. Một miếng cắt luôn 100 triệu đại quân, chỉ cho Thiên Thừa tướng 100 vạn binh mã. Hai người này cũng thật thú vị. Trung Nhạc muốn quá nhiều, Mục Tiên Thiên thì lại cho quá ít, đều là mặc cả rất ác liệt. Trung Nhạc về mặt khó xử nói: 100 vạn thực sự là quá ít rồi. Trước mặt Kim Ô Thần Đế, chỉ sợ thần sẽ làm mất mặt bệ hạ, buộc phải thêm một chút đi. Vạn vạn binh mã không thể ít hơn được nữa đâu, thiếu thì sẽ không thể hiện được uy nghiêm của bệ hạ. Mục Tiên Thiên cười nói: Vẫn là quá nhiều. Triều đình ta giờ tướng nhiều binh ít, chi bằng thế này. Ta cho Thừa tướng 1000 vạn đại quân, Thừa tướng đem thêm tư tay của trẫm, nói rõ chuyện này với Kim Ô đạo hữu. Trung Nhạc cho mày: Bệ hạ, 1000 vạn binh mã vẫn là hơi ít, thần khẩn xin lựa chọn ra tinh binh từ Âm Khang Thị. Bệ hạ, thần cũng biết khó khăn của thiên đình, binh mã tổng số sẽ không quá 1000 vạn. Mục Tiên Thiên cười nói: Được, chấm ân chuẩn. Trung Nhạc cúi người lui ra ngoài.
Mục Tiên Thiên lại tuyên Thần Vũ Uy Vương luận công ban thưởng. Thần Vũ Uy Vương được phong là hữu thừa tướng, cũng là quan nhất phẩm, danh hàm cũng không ít, nhưng so với quan sức của hắn ở triều Đế Minh thì không thay đổi. Thái Phùng, Lung Điệt, Dực Thiên Quân và Kiều Trùng tiến lên phía trước, được phong là Tề Thiên Công, Bình Thiên Nguyên Quân, Dực Thiên Công và Kiều Mẫu Nguyên Quân. Mục Tiên Thiên lại tuyên các thần ma đại tướng lần lượt phong thưởng, nhưng chức quan có cao có thấp. Một lúc lâu sau, quần thần trong triều ai ai cũng được phong thưởng, có người vui mừng, có người lo lắng. Có người nhiều công lao nhưng chức vị lại không cao, có người công lao không nhiều nhưng chức vị lại cao, nhưng phần lớn người có công đều được phong thưởng, cũng là công bằng. Mục Tiên Thiên xử lý sự vụ ở các tộc, Giám Thiên Tư tân nhiệm tiến tới nói: Nhân hoàng đã chết rồi, vẫn chưa có nhân hoàng mới kế vị, khẩn mong bệ hạ hãy đề bạt một người đảm nhiệm chức vụ này. Mục Tiên Thiên nhìn Trung Nhạc nói: Trong quân của ngươi có nhân tộc nào xuất chúng hay không? Trung Nhạc lắc đầu, ảm đạm nói: Tiên Thiên cấm quân của ta chiến tử quá nhiều, 8.000 phục khi chết vô số trên sa trường, giờ không còn cường giả có thể tự gánh phát được nữa rồi. Mục Tiên Thiên rất hài lòng nói: Vị trí nhân hoàng tạm thời để trống, khi nào tìm được người tài cán xuất chúng rồi lại tính sau. Lại có Giám Tế Tư tới nói: Các tộc tiến công, có đế sứ tham ô vòi vĩnh các tộc, theo luật đáng chém. Mục Tiên Thiên cười lên tiếng: Đại chiến vừa kết thúc, tướng sĩ của ta đeo đầu bên hông, tắm trong máu mà chém giết. Có tham ô một chút cũng bỏ qua đi, chỉ cần không quá đáng thì Giám Tế Tư cứ mở một mắt, nhắm một mắt là được. Giám Tế Tư đành phải lui xuống. Phong Vô Kỵ tiến lên, lên tiếng nói: Thiên đế thì không thể để hậu cung vô chủ được. Nay thiên hạ thái bình, nên tuyển chọn danh nhân rộng rãi, rồi chọn chủ nhân hậu cung mẫu nghi thiên hạ. Mục Tiên Thiên gật đầu cười: Vô Kỵ ái khanh rất hiểu tâm ý của trẫm, việc này giao cho khanh toàn quyền xử lý. Chứ khanh còn có việc gì cần tấu hay không? Thần có một việc. Thiên Thương Bộ Thống Soái Chân Ngọc Đế Quân tiến ra, cúi người nói: Có loạn đáng trốn về biên thủy Tử Vi cầu kết với Tản Quân, khẩn thỉnh bệ hạ điều binh dẹp loạn. Chuẩn. Thần còn có một chuyện. Dư Nghiệt Tiền Triều loạn đảng phân quyền thư, mặc ấn thiên tư không cánh mà bay, thần khẩn xin bệ hạ cho người lùng bắt. Thái úy Bích Tả Đế Quân cúi người: Ngoài ra vân tặc khóa chặt lục lạo luân hồi của hơn 1.000 bộ tộc, khóa hẳn sinh dục, khiến cho các tộc không thể sinh sản, khẩn xin bệ hạ điều động luân hồi phong tỏa sinh dục các tộc. Thần cũng có một việc. Thiên hạ mới thái bình, bệ hạ đăng cơ, các tộc đang còn rất nhiều việc, khẩn xin bệ hạ miễn triều cống và thuế cho các tộc trong 1.000 năm, các tộc chắc chắn sẽ đội ơn bệ hạ. Thần có bản tấu quan trọng. Bệ hạ, 3.000 lục đạo giới tạo phản làm loạn, có phục khi thị gây thị phi, đuổi Ba La Giới Đế khỏi 3.000 lục đạo giới, giờ lục đạo giới đã rơi vào tay nghịch tặc rồi. Thần có bản tấu. Bệ hạ, Thông Thiên Tinh Đạo bị phá hủy trong chiến tranh, bị yêu ma quỷ quái chiếm cứ, đoạn tuyệt đường đi hạ giới, khẩn xin bệ hạ điều binh khiển tướng dẹp loạn. Thần có tấu. Đại Lương Tinh Vực bị lũ lụt, có lẽ là tà thần gây loạn, nước ngập chư tinh. Thần có tấu. Mục Tiên Thiên phê duyệt từng bản tấu, có phần rối loạn, có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, khiến cho nàng ta có chút không tiêu hóa nổi, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu Tử Quân vẫn còn thì chắc chắn hắn có thể xử lý mọi việc ngăn nắp gọn gàng, gần như không cần hỏi tí ta. Mọi việc lớn nhỏ đều cần nàng ta phê duyệt. Tinh vực nào đấy có phản tặc làm loạn, tinh vực nào đấy mà có đầu gây rối, nơi nào đó có xảy ra thiên tai, tất cả đều cần nàng ta suy nghĩ xử lý. Cho dù có ba chân thân thì cũng bị quấy rối, không thể yên tĩnh mà tu luyện được. Hơn nữa, Giám Thiên Tư lại tới báo cáo về trận chiến Đại Tư Mệnh. Sự việc quả thực quá nhiều, khiến cho nàng ta không khỏi nghĩ tới, nếu có Tử Quang Quân Vương ở đây thì quá tốt. Nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Trung Nhạc thì trở về Chấn Thiên Quan, nói với Âm Phụ Khang: Nhạc phụ, lập tức thu dọn binh mã, chỉnh đốn toàn bộ tộc nhân Âm Khang Thị, chúng ta lập tức rời khỏi Tử Vi Đế Tinh này. Âm Phụ Khang giật mình kêu lên: Lại cả tộc rời đi sao? Trung Nhạc gật đầu nói: Đúng vậy, thế nhưng lần này không đem theo Thiên Hạ Chi Châu, mà chúng ta sẽ trực tiếp đưa chủng tộc rời tới vũ trụ cổ, ở đó có lãnh địa của ta, đủ để đảm bảo cho sự an toàn của Âm Khang Thị. Âm Phụ Khang có chút do dự nói: Bệ hạ chỉ cho ngươi đem 1.000 vạn binh mã, tộc nhân của ta quá nhiều, e là sẽ bị ngăn cản. Trung Nhạc cười:
nàng ta bị chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ quần cho không để ý được gì ở bên ngoài nữa rồi. Ta chỉ nói đem theo 1000 vạn binh mã, đem thêm một chút thì sao đây? Không có Tiểu Quang quân vương, nàng ta phải tự mình làm. Nhạc phụ, mau chuẩn bị, chúng ta lập tức khởi hành. Âm Phụ Khang vội vàng đi chuẩn bị, nhưng nhân mã Âm Khang thị thực quá nhiều, thu dọn mất hơn nửa tháng mới chỉnh đốn xong. Các cỗ chiến thuyền của Âm Khang thủy sư chở tộc nhân Âm Khang thị tiến về truyền tống trận tới vũ trụ cổ. Nhạc phụ, hãy chuẩn bị vài chục con thuyền trống, ta đi đòi thiên đế một chút quân tư trang. Trung Nhạc nói, Âm Phụ Khang giật mình vội nói, cô ra, chúng ta cả nhà chuyển đi rồi thì thôi, hà tất phải được voi đòi tiên đây. Trung Nhạc cười nói, ta đi đòi quân tư trang thì nàng ta mới không nghi ngờ, nếu không đòi nàng ta tới kiểm tra, không phải là hỏng việc hay sao? Âm Phụ Khang đành dành ra vài chục con thuyền lớn cho hắn. Trung Nhạc lập tức cho thuyền tới thiên đình, tới gặp thẳng Mục Tiên Thiên, thấy ma chân thân Mục Tiên Thiên đều đang xử lý chính triều. Bệ hạ, đại quân của thần đã chỉnh đốn xong, chỉ là vẫn chưa có quân tư trang, lương thảo. Mong bệ hạ hãy mở quốc khố cho thần một ít tư trang, như vậy mới tiện cho chiến đấu. Mẫu thể của Mục Tiên Thiên ngẩng lên, đau đầu nói, chuẩn tấu, thiên thừa tướng, chút chuyện nhỏ này ngươi đừng tiến làm phiền chấm là được. À đúng rồi, chỉ lấy đủ cho 1000 vạn binh mã của ngươi, không được hơn. Trung Nhạc đáp vâng, định rời đi thì đột nhiên Mục Tiên Thiên nói, thiên tử tướng, khoan đã nào. Trung Nhạc dừng lại, quay lại thì thấy thần nhãn của Hắc Đế mở ra nhìn hắn. Trung Nhạc nổi da gà, thế nhưng sắc mặt không biến đổi, lặng lẽ đứng đó mặc cho Mục Tiên Thiên nhìn mình. Trong đạo nhất bí cảnh của hắn thì chân thân đang khởi động Tiên Thiên Bắt Quái Thánh Địa, thánh địa tỏa sáng, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hắn từ lâu đã biết đó là mắt của Hắc Đế. Mục Tiên Thiên xin có mắt đó từ Hắc Đế, mục đích chính là để nhìn thấu la lịch của hắn. Những người khác không thể nhìn ra hắn là Phục Hy, nhưng con mắt của Hắc Đế thì chắc chắn là có thể. Dù sao thì chính Hắc Đế là người phong ấn huyết mạch Phục Hy, hắn chắc chắn có nghiên cứu rất sâu về Phục Hy huyết mạch. Trung Nhạc có thể che mắt thiên hạ, chứ chắc chắn không thể qua mắt được Hắc Đế. Hắn đã sẵn sàng quyết chiến. Con mắt đó của Hắc Đế đảo qua đảo lại trên mi tâm Mục Tiên Thiên, như không chịu sự điều khiển của nàng ta, đánh giá Trung Nhạc từ trên xuống dưới. Có một loại sức mạnh kỳ diệu đang tụ lại trong đấy, dường như đang khống chế con mắt đó không phải Mục Tiên Thiên mà là một người khác vậy. Đây chính là Tiên Thiên Hắc Đế. Đúng lúc đó, mẫu thể Mục Tiên Thiên đột nhiên lắc mạnh, thần đạo chân thân, ma đạo chân thân từ hai bên nhanh như chớp lao tới, mỗi bên chọc một ngón tay và hốc mắt trên mi tâm của mẫu thể Mục Tiên Thiên. Thần đạo chân thân và ma đạo chân thân Mục Tiên Thiên cùng phát lực móc ra ma nhãn màu đen đó ra. Bệ hạ, Trung Nhạc kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Ba đạo chân thân Mục Tiên Thiên không nói gì, hợp lực ra tay phong ấn con mắt Hắc Đế vào trong một cái hộp nhỏ. Cái hộp đó màu vàng kim trong suốt, có thể nhìn thấy được bên trong. Con mắt Hắc Đế lao trái lao phải, dường như muốn thoát ra ngoài. Mục Tiên Thiên lấy ra một cái lông dán lên hộp, kể cũng lạ, chiếc lông đó dường như rất mềm, khẽ dán lên hộp, cong một cái, liền mềm như rắn phong ấn chiếc hộp lại, khiến ma nhãn không thể phá được chiếc hộp. Đột nhiên, một cái trống đen xì hiện ra trong con mắt, phát ra tiếng đùng đùng như muốn chấn vỡ hộp, nhưng chiếc lông kia tỏa sáng, triệt tiêu hoàn toàn uy năng của chiếc trống. Đệ tử tốt, đúng là đệ tử tốt của ta mà. Từ trong con mắt đó phát ra giọng nói khàn khàn, khiến người ta giận cả da gà. Mục Tiên Tiên sắc mặt hơi biến đổi, cung kính nói, nếu không phải sư tôn muốn hại chấm thì chấm cũng không dùng hạ sách này mượn tay tà đế phong ấn con mắt của sư tôn đâu. Mong sư tôn thông cảm cho nỗi khổ tâm của chấm. Giờ ngươi ăn ta thì cũng không có được thứ gì ngươi cần đâu. Con mắt đó thở dài, ta không phải muốn ăn ngươi, đứa trẻ ngốc này, ta chỉ muốn nhìn la lịch của tên kia mà thôi. Mục Tiên Thiên cười khẩy, cầm chiếc hộp lên đưa tới trước mặt Trung Nhạc, mỉm cười. Thiên thừa tướng, người tới vũ trụ cổ giao chiếc hộp này cho tà đế, ta và hắn đã có giao ước rồi, tặng con mắt này cho hắn. Trung Nhạc yên tâm, hắn vốn vẫn còn sợ mình không che mắt được Hắc Đế, tưởng rằng Mục Tiên Thiên dùng con mắt đó nhìn la lịch của mình, không ngờ Mục Tiên Thiên lại có giao ước với Tiên Thiên tà đế, lại phong ấn con mắt này của Hắc Đế. Trung Nhạc chần chừ một chút liền hỏi dò, bệ hạ, sư tôn. Mục Tiên Thiên mỉm cười thản nhiên, người cứ yên tâm, giờ hắn không động được tới ta đâu. Đại Tư Mệnh xuất hiện, hắn buộc phải giết Đại Tư Mệnh. So với Đại Tư Mệnh thì ta chẳng là gì, song xứng cho hắn đích thân tới đối phó. Hơn nữa, nàng ta sắc mặt cổ quái, ngữ khí có phần quái dị, khẽ nói, ta phong ấn mắt hắn, hắn không những không tức giận mà còn sẽ rất vui.
vì ta làm vậy mới là đệ tử của hắn. Đó là sự phản bội có truyền thống của Hắc Đế Cung. Hắn sẽ rất vui khi ta có thể phản bội hắn ta. Trung Nhạc kinh ngạc nhận lấy chiếc hộp cất vào trong nguyên thần bí cảnh của mình. Thiên Thừa Tướng, còn nhớ chuyện giữa chúng ta hồi trước không? Thần đạo chân thân của Mục Tiên Thiên đột nhiên nói. Trung Nhạc dừng bước gật đầu. Đương nhiên còn nhớ. Đợi khi thiên hạ bình định, bệ hạ muốn ta phong ấn phục khí thần huyết trong cơ thể. Nó là như vậy có thể bảo toàn tính mạng cho ta. Chân thân thần đạo Mục Tiên Thiên gật đầu nói. Giờ Tử Vi tinh vực tuy đã bình định phản loạn, nhưng vẫn còn vũ trụ cổ chưa nhập bản đồ của đế triều. Chậm vẫn cần ngươi ở vũ trụ cổ mở rộng lãnh thổ. Phục khí thần huyết của ngươi cứ giữ lại. Thiên Thừa Tướng, sau khi Tử Vi hoàn toàn được an định, chậm sẽ ngự giá thân chính, đích thân chinh phạt vũ trụ cổ, nạp vào bản đồ đế triều. Sau đó mong quân thần chúng ta vẫn một lòng, y sẽ phong ấn phục khí thần huyết như giao ước. Trung Nhạc cúi người ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, tới quốc khố lấy quân tư. Mục Tiên Thiên, ta và ngươi đã không còn chung đường nữa rồi. Chuyến đi vũ trụ cổ này, ta sẽ không dành thiên hạ cho ngươi, mà là dành thiên hạ cho bản thân ta. Trung Nhạc chuẩn bị xong lương thảo quân tư trang, dẫn theo nghìn vạn thần ma tiến về Nam Thiên Môn. Không lâu sau, đội thuyền đã tới trước Nam Thiên Môn, thấy Phong Vô Kỵ một thân thần giáp, toàn thân lấp lánh thần quang, uy vũ phi phàm, đứng chặn đường. Thiên Thừa Tướng! Phong Vô Kỵ cười ha hả. Thiên Thừa Tướng tới vũ trụ cổ sao? Dám hỏi Thiên Thừa Tướng đem đi bao nhiêu binh mã vậy? Trung Nhạc thản nhiên nói. Vô Kỵ thần vương, thiên vương nhỏ nho như ngươi cũng xứng hỏi chuyện của ta hay sao? Phong Vô Kỵ mỉm cười. Ta là cận thần của bệ hạ, tuyển chọn tú nam tú nữ vào hậu cung cho bệ hạ. Thiên Thừa Tướng uy vũ hơn người, không biết có hứng thú làm chủ nhân hậu cung hay không? À đúng rồi, ngươi là nhân tộc, huyết mạch thấp hèn. Ngươi ở hậu cung cùng lắm cũng chỉ là phi tử hạng thấp mà thôi, không thể làm chủ nhân hậu cung được. Trung Nhạc nhướng mày. Phong Vô Kỵ cười ha hả, đứng dậy nhường đường. Ta là đang đùa với Thiên Thừa Tướng thôi. Thiên Thừa Tướng à, người dẫn đại quân chạy đông chạy tây, khai mở giang sơn cho bệ hạ, công phá thiên đình, bình định đế tranh, công lao to lớn như vậy. Nhưng rồi ngươi lại bị tức đoạt binh quyền, trong tay chỉ còn lại nghìn vạn thần ma. Có cái danh Thiên Thừa Tướng, thần ma trong tay ngươi không nhiều bằng ta. Ta đúng là thấy ấm ức thay cho ngươi kìa. Trung Nhạc nửa cười nửa không lên tiếng nói. Đành vậy, làm người khó, làm chó dễ. Vô Kỵ thần vương, vận đạo của ngươi tốt, làm thần vương thật dễ. Ta không sánh được. Ta làm người thật sự quá khó khăn. Phong Vô Kỵ sắc mặt cứng đờ. Đây rõ ràng là Trung Nhạc đang chửi hắn là chó. Cũng không phải vận đạo của ta tốt đâu, mà là ta biết thời biết thế hơn ngươi. Gió thổi nào ta che chiều ấy kìa. Phong Vô Kỵ nhàn nhã nói. Từ khi chúng ta quen biết nhau, ngươi đã muốn là một kẻ ngoan cố rồi, chỉ nhận một đạo lý cứng ngắc. Sau này ngươi chắc chắn sẽ tạo phản. Ngươi... Vô Kỵ thiên vương, có một loại người luôn chết vì nhiều chuyện. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ngươi nói quá nhiều, đừng chống đối lại ta. Vì cha ngươi, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi đấy. Phong Vô Kỵ sắc mặt lạnh băng, nhìn hắn rời đi cười khẩy. Vẫn sắc sược như vậy, không coi ta ra gì. Hắn quay lại tới gặp Mục Tiên Thiên. Bệ hạ, Thiên Thừa Tướng chắc chắn sẽ đi không về. Hắn có ý đồ tạo phản, theo ý thần lập tức triệu hồi Thiên Thừa Tướng giam vào thiên lao. Mục Tiên Thiên đang xử lý chính sự, nghe vậy không vui, lạnh lùng nói. Thiên Thừa Tướng là cận thần của trẫm, con người trầm ổn, lập đại công hiển hách cho giang sơn của trẫm, không ai có thể sánh được. Vô Kỵ thần vương, người nói vậy là hỗn xược rồi đấy. Phong Vô Kỵ vội vàng dập đầu nói lớn. Không phải Vô Kỵ Đỗ Kỵ hiện tại, mà lai lịch của hắn thật sự khả nghi. Bệ hạ, người không biết thân phận thật sự của hắn. Hắn là Phục Khí. Mục Tiên Thiên nghe thế liền cười. Ta biết hắn là Phục Khí lâu rồi, còn là chấm mặc nhẫn cho phép hắn mở phong ấn Phục Khí huyết mạch ở thế ngoại chi địa kìa. Vô Kỵ thần vương, ta biết ngươi và hắn có xích mích với nhau, trước nay đều chống đối lẫn nhau. Nhưng quyền vị của Thiên Thừa Tướng là dùng tính mạng mà có được. Chậm đã mất đi một vị quân sư, không thể mất đi một thêm Thiên Thừa Tướng nữa đâu. Bệ hạ, hắn là dương nghiệt Phục Khí, tới từ Phục Khí tổ tinh. Phong Vô Kỵ dập đầu lia lịa, nghẹn ngào nói. Nếu bệ hạ không tra xét kỹ, giang sơn này chỉ sợ sẽ mất trong tay hắn thôi. Mục Tiên Thiên tim khẽ động, lắc đầu nói.
Ngươi đừng nói linh tinh nữa. Phục Khi từ tổ tinh đang ở hạ giới. Dịch tiên sinh của chấm là Lê Dương thần quân chuyển thế kìa. Việc này đã điều tra rõ ràng. Vô Kỵ thần vương, ngươi hãm hại cánh tay phải tay trái của chấm. Cẩn thận, ta hỏi tội ngươi. Nếu bệ hạ không tin, có thể lập tức tới chấn thiên quan. Phong Vô Kỵ hét lên. Chắc chắn hắn đã chuyển hết giả trẻ trong nhà hắn tới vũ trụ cổ. Chấn thiên quan hiện giờ chỉ e rằng đã trống rỗng rồi. Mục Tiên Tiên nhấn mày. Phục Khi tổ tinh đã bị ta dùng hỗn thiên đồ phong ấn, nhân tộc bên trong chắc chắn không thể thoát ra được. Phong Vô Kỵ nói. Hắn chính là Phục Khi tới từ tổ tinh, vi thần cũng là từ tổ tinh tới. Vi thần có thể ra thì hắn chắc chắn cũng có thể ra được. Mục Tiên Tiên đứng dậy nói. Vô Kỵ thần vương, người đi giữ thiên thừa tướng lại trước đi. Hắn đem theo nghìn vạn thần ma không đi nhanh được. Chấm sẽ lập tức lệnh cho thủ quân gần chấn thiên quan tới đó kiểm tra. Nếu chấn thiên quan thật sự trống rỗng, chấm sẽ đích thân đi hỏi rõ thiên thừa tướng. Phong Vô Kỵ mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đi ra. Mục Tiên Thiên tâm niệm khẽ động, liên hệ với thủ tướng ở Lũy Bích Quan. Mau, lập tức tới chấn thiên quan kiểm tra xem Âm Khang Thị còn ở đó hay không. Nếu Âm Khang Thị không ở chấn thiên quan, lập tức hồi báo cho ta. Thủ tướng Lũy Bích Quan là một vị đế quân. Thủ tướng trước kia là Đa Âm đế quân, vì lập công lớn nên đã lên làm thần vương. Vị thủ tướng kia lập tức tới chấn thiên quan, còn Phong Vô Kỵ tới Nam Thiên Môn lập tức chọn ra ba vị thiên vương cùng đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc dẫn theo đội thuyền đi không nhanh lắm, mới chỉ 2 ngày. Phong Vô Kỵ cùng 3 người còn lại đuổi kịp đoàn thuyền. Thiên thừa tướng dừng bước lại. Trung Nhạc dừng lại, nhíu nhíu mày. Ba vị đồng liêu gọi bản tọa lại có việc gì? Ba vị thiên vương kia vốn đều là thuộc hạ của hắn, không dám chế nải, vội cúi người thi lễ. Thiên thừa tướng là Vô Kỵ thần vương nhận ý chỉ của bệ hạ, tới giữ thiên thừa tướng lại trong chốc lát. Trung Nhạc mặt đó lại, lướt nhìn Phong Vô Kỵ, vẫy tay cho đoàn thuyền tiếp tục đi nói. Nếu bệ hạ đã mời, vậy thì bản tọa ở lại vài hôm. Phong Vô Kỵ thấy hắn bình tĩnh như vậy, liền nghi ngờ. Lẽ nào Âm Khang Thị vẫn ở chấn thiên quan hay sao? Thủ tướng của Lũy Bích Quan mất hơn 10 ngày, cuối cùng cũng tới chấn thiên quan. Nhìn thì thấy, trong chấn thiên quan vẫn là biển người. Âm Khang Thị vẫn đang sinh sống trong đấy, vội về bẩm báo với Mục Tiên Thiên. Trên dưới Âm Khang Thị vẫn ở chấn thiên quan. Mục Tiên Thiên thở phào, liền cười khẩy. Cái tên Vô Kỵ thần vương này hãm hại thiên thừa tướng, thật to gan. Thủ tướng trở về Lũy Bích Quan, hắn vừa đi thì thân thể của các Âm Khang Thị trong chấn thiên quan liền biến dạng, dần trở thành hình người. Những Âm Khang Thị này đều biến thành nhân tộc có cùng một gương mặt, đó chính là Trung Nhạc. Toàn bộ Âm Khang Thị trong chấn thiên quan đều là phân thân của Trung Nhạc. Các phân thân của Trung Nhạc dung hợp lại với nhau thành một, phá không bay đi, để lại một chấn thiên quan vườn không nhà trống. 2 ngày sau, ý chỉ của Mục Tiên Thiên tới, vị thần quang phụng ý chỉ tới cuối người nói. Mời thiên thừa tướng tiếp tục lên đường, chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm. Đây là thư tay của bệ hạ, nói rõ nguyên do. Trung Nhạc mở thư ra đọc cười khẩy. Thì ra là gian thần làm bừa. Hắn lướt nhìn Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ biết chuyện không ổn, lùi lùi về sau cười trừ. Thúc thúc, còn nhớ cha ta không? Hắn trở mặt cực nhanh, lập tức thay đổi gọi Trung Nhạc là thúc thúc, khiến Trung Nhạc bật cười, lắc đầu cười nói. Ngươi tưởng một tiếng thúc thúc thì ta sẽ tha cho ngươi hay sao? Phong Vô Kỵ sắc mặt đại biến, biết Trung Nhạc đã động sát tâm. Ngay cả nhắc đến Phong Hiếu Trung cũng không thể kiềm chế sát tâm của hắn được. Nhưng hắn đúng là cũng thâm hiểm, lại để Âm Khang Thị ở lại Tử Vi Tinh Vực. Rõ ràng Âm Khang Thị đã thành quân tốt cho hắn rồi. Phong Vô Kỵ tim đập thình thịch. Ngay cả thân gia Âm Khang Thị mà Trung Nhạc còn có thể từ bỏ, thì có thể thấy được Trung Nhạc còn thâm hiểm, độc ác hơn hắn tưởng. Nhược điểm duy nhất của Trung Nhạc chính là người thân. Lẽ nào giờ nhược điểm duy nhất này không còn nữa hay sao? Thất đạo luân hồi sau đầu Trung Nhạc chuyển động, đang định hạ sát thủ thì đột nhiên một giọng nói truyền tới. Thiên thừa tướng khoan đã nào, Vô Kỵ ái khanh tuy nhiều lời nhưng dù sao cũng có công với sát tắc, tội không đến mức phải chết đâu. Trung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói thì thấy ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên ở phía xa, thầm thở dài. Tiểu cấu vận đạo tốt thật. Ta vừa rồi viết thư tay cho ngươi, nhưng sao lại nghĩ thiên thừa tướng trước nay đều là ân oán tất báo, sợ Vô Kỵ ái khanh chịu thiệt thòi nên chân thân vội tới đây, may là chưa muộn. Mục Tiên Thiên đáp xuống liền cười nói. Vô Kỵ ái khanh là tâm phúc của trẫm,
Thiên thừa tướng hãy bớt giận, đừng trách hắn ta. Tầm phúc sao? Trung Nhạc giả khóc giờ cười, liền nhắc nhở. Bệ hạ, nếu Tử Quang Quân Vương còn tại thế, thì bệ hạ nghĩ hắn sẽ cho phép bệ hạ có loại tâm phúc này hay sao? Mục Tiên Thiên có chút bối rối, truyền âm nói. Thiên thừa tướng, chậm cũng biết hắn là gió chiều nào, che chiều ấy, trước nay không có nguyên tắc gì. Nhưng bản kế thị, dù sao cũng là thượng cổ hoàng tộc, một đại thế lực. Giờ chậm ngồi giang sơn, cũng cần có một đại tộc như vậy gánh vác giang sơn thì mới vững được, thiên hạ mới thái bình. Thiên thừa tướng nên thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của trẫm. Trung Nhạc cúi người bái lạy, quay người liền rời đi. Nỗi khổ ư? Chẳng qua là muốn giữ hắn kiềm chế ta mà thôi. Nhưng giữ lại Phong Vũ Kỵ với ta cũng là chuyện tốt. Có Phong Vũ Kỵ bên cạnh thì giang sơn của ngươi sẽ bại hoại nhanh hơn. Có hắn trợ lực, thiên hạ của ngươi rất nhanh sẽ đổi chủ mà thôi. Mục Tiên Thiên nhìn hắn rời đi, nói với Phong Vũ Kỵ. Ái khanh, bản lĩnh của thiên thừa tướng đã gần như vô địch dưới đế cảnh rồi, ngươi đừng có nghĩ đối đầu với hắn nữa đi. Chấm có thể giữ mạng cho ngươi một lúc thôi, thế nhưng hôm nào đấy ngươi lại chọc giận hắn, chấm không ở bên cạnh thì ngươi chỉ có nước chết mà thôi. Phong Vô Kỵ thở dài, cúi người nói. Bệ hạ đích thân tới cứu giúp, vi thần cảm kích vô ngần, chỉ biết lên núi đào xuống biển lửa mà đã báo đáp long ân. Mục Tiên Thiên vẫy tay nhìn về phía Bảo Tinh Không Tử Vi rồi nói khẽ. Thiên hạ này tráng lệ như vậy, chỉ buồn người nắm giữ thần khí về danh nghĩa là chấm, nhưng thực ra lại là những thái cổ thần vương. Phong Vô Kỵ cúi người cười trừ. Bệ hạ xử lý chính sự nhiều ngày, long thể mệt mỏi, thần đã tuyển chọn rộng rãi tú nam tú nữ đưa vào hậu cung, đều là danh nhân các tộc cả. Bệ hạ lo lắng cho thiên hạ thân thể hao mòn, thần cũng rất buồn. Hơn nữa gia nhân hậu cung mấy năm rồi cũng chưa được gặp bệ hạ, cũng ngày đêm thương nhớ, chi bằng bệ hạ tới hậu cung thư giãn đi. Thiên hạ chưa bình yên, chấm không có tâm tư. Mục Tiên Thiên đau đầu, day day huyệt thái dương lẩm bẩm. Dư Nghiệt Tiền Triều chạy trốn ở khắp nơi, các lộ chư hầu mấy năm nay vây bắt cũng chưa xử lý hết được, thực khiến cho chấm lo lắng. Chấm cũng từng nghĩ liệu có quá tàn khốc với loạn đảng hay không, khiến chúng cứ vẫn cứ làm loạn suốt như vậy. Rất nhiều chủng tộc đi theo đế hậu bị đại thanh tẩy, có chủng tộc bị diệt tộc, nhưng loạn đảng này đều là gia tộc tan vỡ, không thể không làm phản. Đám loạn đảng đó chẳng qua là ung nhọt, hà tất bệ hạ phải lo lắng đây. Bệ hạ chỉ cần ban chết cho chúng đã là nhân từ rồi, chúng còn không đội ơn bệ hạ mà còn tạo phản, đúng là lương tâm bị chó gặm rồi mà. Phong Vô Kỵ cười nói. Chúng chết cũng không đáng tiếc, phái thêm vài lộ đại quân đi dẹp phản loạn là được. Mục Tiên Thiên gật đầu cười nói. Được, vậy thì tới hậu cung một chuyến vậy, an ủi một chút trái tim các gia nhân nào. Phong Vô Kỵ mừng rỡ, vội đi trước dẫn đường, tim đập thình thịch. Không biết bệ hạ muốn tới nam cung hay nữ cung đây? Lại nói, Trung Nhạc đuổi kịp đoàn thuyền, trên thuyền chở đầy lương thảo, quân tư, tốc độ không nhanh, một năm mới tới được vũ trụ cổ. Vừa tới thì cường giả Âm Khang Thị đã ra đón. Cô ra, nguyên đế lệnh cho bọn ta ở đây đón, trả cốt thuyền này cho cô ra. Nguyên quân mà hắn nói là Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên sau khi cưới con thuyền cổ nghìn cánh, hủy diệt sinh tử mạc của Tiên Thiên Cung, dẫn mấy nghìn vạn thần ma tới vũ trụ cổ từ hơn 10 năm trước rồi. Trung Nhạc nhìn con thuyền cổ, trong lòng mừng rỡ. Các ngươi hộ tống quân Tư Trang, ta đi trước đây. Hắn lên thuyền cổ, lao đi vun vút. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 303 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập cuối cùng của tối ngày hôm nay. Thứ bảy với chủ nhật thì mình cũng đã nói từ mấy tuần trước rồi, lịch cắt điện thì mình vẫn đang chạy máy phát, mọi người thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và gặp lại.